Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo Khang, Thảo Aro Bình Dân. Tiếp tục clip hôm nay, thầy em làm clip này để giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi lo đến từ thương hiệu của Anh Quốc, đó là hiệu Citizen. Và đôi lo này nó có model là Diton 15. Xin trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta thương hiệu Citizen Diton 15, cặp lo đến từ Anh Quốc ha. Đây là cặp lo hàng bãi về huy sinh nguyên bản, và đặc biệt là thùng gỗ đạn rất đẹp và còn nguyên mộc luôn nha anh em nha. Đây là đôi lo trước màn hình chúng ta. Thì cấu tạo ngoài của nó thì trước tiên mình sẽ quay cấu tạo ngoài cho quý vị và các bạn xem về cấu tạo ngoài của đôi lo này. Trước hết thì mình sẽ đo kích thước thùng lo, và sau đó là mình sẽ quay chi tiết góc cạnh từng chiếc cho anh em xem ha. Đây thì bề ngang lo này thì nó được 23 mấy, gần 24 cm nè anh em ha. Bạn ngang nha. Hậu thì hậu sâu thì nó sâu được là 24 cm ha. Đây là một cái cục sao này đó. Hậu sâu 24 cm, nói chung là đôi lo này là cái thùng của nó là gần vuông rồi đó nè. Chỉ có cái bề cao là nó khá cao ha. Bề cao thì 53, bề cao 53 cm ha. Đôi lo này thì mình cũng ít bán, đây là lần đầu tiên mình bán, bởi vì những cái dòng Silas xanh thì mình đôi khi cũng gặp nhưng mà giá nó cũng hơi cứng cho nên mình ít có lấy giao lưu. Rồi này thì mình cũng mua được giá khá tốt cho nên là mình sẽ giao lưu cho quý vị và các bạn chúng ta rẻ hơn thị trường tầm 1,5 triệu đến 1,6 triệu luôn anh chị gì nhé. Đó thì thùng gỗ đạn xung quanh còn rất là đẹp ha. Đó thì nói chung là nhìn rất là ổn, và tuy nhiên thì nó có mã những cái cạnh thì mình sẽ quay cho quý vị thấy những cái dấu mà nó xước cạnh. Đây là một dấu viết gì ha, đây là một dấu nó xước cạnh nè. Đó, từng chiếc luôn ha, chiếc này trước đi quý vị. Đây gỗ nó rất đẹp ha, gỗ lạng đẹp tuyệt vời luôn ha. Nó xước cạnh chỗ này mình mới quay đó. Đây ở quay sau rất đẹp luôn ha. Đó, không có bãi nở, không có sần sùi gì hết ha. Đây nè, Silasan Diton 15 đó, sản xuất ở Anh Quốc ha. Made in England, nó có đóng dập nổi trên cái khung này luôn nè quý vị. Made in England nè ha. Cái số series của thùng nó còn dán đây luôn nè. Ở trên đây thì bên tay người ta xài, người ta có thể là người ta treo lên thì người ta bắt cái bát nhìn rất là dễ thương quý vị ha. Ba con ốc bắt vô có cái phen này mình treo, hoặc là mình đèn dây vô không cho nó ngã gì ha. Đó, đây là mặt bên đây. Bên đây là cái mặt hồi nãy mà mình có quay cho quý vị và các bạn xem cái chỗ của nó xước nè. Đó, ok gì ha. Tiếp tục là chiếc bên đây. Chiếc bên đây thì hình thức cũng rất là đẹp nè. Cạnh nè, đó, cạnh thùng rất là đẹp. Thùng này thì ở ngoài sau, phía sau ở trên đỉnh đầu. Phía sau ở trên đỉnh đầu này quý vị, nó cũng có mã ốc miếng không xử lý nha quý vị nha. Này là giống như là sức miếng gỗ lạng nhẹ trên đây thôi chứ không có bãi mà vô thạch thùng nhiều nha quý vị nha. Đó, dưới thì rất là đẹp nè ha, gỗ lạng rất đẹp ha. Phần đít đây rất đẹp đấy, phần đít nha quý vị ha. Diton 15 số thùng của nó vẫn còn đây. Tiếp tục là qua cạnh bên đây, thùng còn rất là liền nha quý vị nha. Tuy nhiên thì nó có một số chạy xước ngay cạnh là mình đã quay cho quý vị và các bạn xem rồi đó. Đó, tiếp tục thì mình sẽ mở lưới và mình quay chi tiết tiếng lo cho quý vị và các bạn xem nha. Đây Silasan Diton 15 quá đẹp ha, quá đẹp luôn quý vị ơi. Và cái lo này thì trên lưới nó hai cái tem lưới, một cái tem nó thì còn nguyên nè quý vị ha, cứ thì có sừng nè, một cái tem bên đây thì bị bẫy gãy rồi ha, còn được chữ xe lại Silas xanh mà nó gãy mắt rồi. Silas xong 15 cái tem nó này nha, đây gãy tem. Còn lưới thì đây nó có sừ sừ quý vị ha. Đó, giống như là có bị xước ở đây nè quý vị, lưới nha. Đó nhìn nè, từ xa mình nhìn nè cũng tạm ổn quý vị ha. Tiếp tục
Đây, mở lưới ra ha. Mở lưới ra. Đây. Hai cây cần zin của nó luôn nha quý vị nha. Hai cây zin nha. Và tiếng lo thì đẹp tuyệt vời, đẹp thôi gọi luôn. Chắc là đẹp ha. Đó. Thằng chiếc nè, chép nè. Lo bát của nó là cái gì? Đẹp tuyệt vời luôn, sạch sẽ luôn, găng cao su mềm nhũn luôn nha quý vị nha. Găng cao su mềm nhũn luôn. Ở đây thì các bác cộng hưởng ha. Bác cộng hưởng cũng còn rất đẹp luôn. Cộng hưởng thì cao su lộn ngon. Chiếc bên đây cũng vậy. Tiếng lo quá đẹp luôn quý vị ha. Bát cộng hưởng cũng đẹp luôn. Nói chung đôi lo này tiếng lo đẹp dữ dội luôn quý vị. Bát con này thì được 20cm nha quý vị nha. Đây. Cấu tạo bát 20cm và một cái chép đặc biệt của Silasun ha. Đó. Bát cộng hưởng này cũng bằng 20 luôn. Đó. Là tiếng lo của đôi lo Silasun Diston 15 này nha quý vị nha. Bây giờ thì em mời quý vị vào nghe thằng test ha, test và báo giá luôn quý vị ha. Đó. Thì trước khi vào nghe test quý vị và các bạn nếu có đi ngang qua xem được cái đoạn clip này quý vị nhớ vui lòng cho em xin một like trên clip này quý vị ha. Nếu quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em nha quý vị nha. Và quý vị đăng ký kênh để theo dõi cũng như là cập nhật thường xuyên những clip mà mình up lên sớm nhất mỗi ngày quý vị nha. Rồi, mời quý vị và các bạn vào nghe em test và báo giá. Và đây tiếp tục thì em xin mời quý vị và các bạn vào nghe em test đôi lo Diston 15 này nha. Đó, thì bây giờ đã phối ghép sẵn. Và test hôm nay thì test từ điện thoại, test qua cái cục Bluetooth này và test thẳng vào cái con Amply Yamaha CA700 này ha. Đó, đây thì Amply đã bắt lên sẵn và đánh một cặp. Một cặp là B nè quý vị nha. Đó, on bắt xuống nè, một cặp B nè. Đây volume đây, sẵn ha. Bây giờ thì nhạc play nè quý vị. Rồi đi ha. Thì test đây là mình chỉ bắt lên để cho quý vị và các bạn chúng ta biết là lo nó còn hoạt động tốt ha. Đó. Thì mình đã tắt nhạc rồi thì báo cáo đến quý vị và các bạn chúng ta. Lo còn nguyên zin và hoạt động hoàn hảo. Còn về phần test nhạc có lời thì có thể mình sẽ gửi riêng cho anh em hoặc là mình sẽ test một đoạn trên cái short ngắn của kênh mình. Thì các bạn có thể vào đó xem đi nha. Đến đây thì em xin tạm dừng clip, xin kết thúc clip và xin báo giá giao lưu đôi lo này. Thì mình xin giao lưu đôi lo này với tình trạng là nguyên bản, nguyên bãi, nguyên mộc nha. Có xuất xác góc cạnh, izin. Thì mình xin giao lưu đến vì và các bạn ta giá là 7.900.000 thôi gì ha. 7.900.000 cho một đôi lo Diston 15. Bảo đảm rẻ hơn thị trường tầm khoảng 1.500.000 đến 1.600.000 thôi gì ha. Rồi, đến đây thì em xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.